Vâng, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Blog Hot Tiêu. Blog Hot Tiêu đang ở phần màu của cầu Năm Chùa Linh nhé. Trời hôm nay rất là nắng nóng luôn các bạn, nhờ có cái dù này thôi. Không biết con. Hôm nay trời rất là nắng nóng luôn các bạn. Vâng, có cô chú này không ngại nắng mưa cũng đến đây hấp nhang cho cậu Năm Dù Linh nhé. Hai mẹ gia đình xin cảm ơn rất là nhiều luôn. Ôi ôi. Dạ. Dạ. Là giờ là biết là cái lọ là nổi tiếng bánh mì nha. Chị không có tính, nếu mà tính là chắc chị cũng không nghĩ tới, nếu nghĩ tới chắc đem bánh rồi lên đây cho tụi em. Dạ. Mình cũng chưa có nghĩ tới ha. Chỗ không biết em đặc sản bánh mì là tuyệt vời rồi. Đó là nhà làm á, đúng không chị? Lò mà. Sao đi chưa quá miệng ngon chứ phải ngon lấy cho để cho mấy là nhà làm hả? Nhưng mà mình chứ sao mà có lên nữa là chị chuẩn bị cho tụi em con gái là lò bánh mì. Dạ. Quận 9 là cái bánh mì tên gì chị? Bánh mì Phú Hữu á. Dạ, Phú Hữu. Phú Hữu. Con đi chữa bệnh rồi lên con gái rồi gửi con gái. Hôm nay mình lên đây được bao nhiêu lần rồi ạ? Lần đầu. Mới lên lần đầu. Lần đầu, dạ. Dạ. Bây giờ cô chú anh chị đi về nhé. Lướt coi không. Cái gì? Dạ, lướt coi. Lướt luôn hả? Ôm điện thoại luôn hả? Lướt rồi lướt, lướt hết, hết ghi luôn cái hết được. Hết ghi luôn. Dạ, lướt hết ghi luôn. Dạ, hết ghi. Dạ, hết ghi. Em lấy điện thoại mà em lấy thông tin là bây giờ mới rủ được con đi một lần đầu tiên nữa rồi. Ở dưới quê đâu có ai đâu mà đi. Dạ. Cũng như ở dưới như lo mà ăn rồi cũng như cũng là mê cậu Năm lắm. Dạ. Dạ. Tại vì cũng như xa xôi quá với đợi giờ cũng như là người ta cũng như là bây giờ mùa màng trái không có nhiều bán. Dạ. Về thành ra cứ đi. Ở có chồng nhiều không cô? Đủ sớm mà nãy năm nay nó không trúng mùa. Năm nay nó như bán hôm đợt đó là ba mấy ngàn, hai mấy ba mấy mấy chục mẹ. Có và tới giờ là hết mùa. Dạ. Vậy là mít thái hả cô? Thái. Dạ. Vậy tính là mình bán rồi cái lái vô vườn lấy cái cô. Lái nó vô nó cắt nó đem ra nó cân. Dạ, được mấy mẫu mít hay cô ha? Cũng như được 6 vô, 6 7 công. Dạ. 6 7 công mà cũng nhiều hả con? Nhiều á. Có chừng ha mít thái nữa. Em thấy đa số em là phải mà cô nay đi chữa bệnh đẩy cho cô. Nó cũng đỡ đỡ rồi đó con. Yeah. Tính lên yeah. Là chị chụp đi tí cho nên mình bệnh gì có gì quan trọng. Đứng chỗ đó hay là đứng ở phía trước này là chị đó đúng rồi đó. Ừ đó rồi ba mẹ. Chuẩn bị hiếu máu. Hiếu máu não á. Lớn tuổi như vậy cái tình trạng nó cũng gì với là mẹ. Ờ đúng rồi. Tình trạng nhiều lắm á. Dạ. Tôi nhỏ đây mà tôi cũng còn bị nè. Ờ. Tôi bị hiếu máu não từ đó tới giờ. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, dạ. Vừa rồi là lời tâm sự của một đại gia đình đến từ quận 9 thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn.
cô là chủ lò bánh mì nhé. Vâng. À, mình đang đứng ở phòng mộ của cô Năm Vũ Linh nha các bạn. Bây giờ chúng ta còn mà đi ra để đưa cô chú về nhé. Dạ. Dạ. Chào cả nhà, chúc cả nhà nhiều. Dạ. Dạ. Cảm ơn cái xe của xe đóng mà nó nóng á. Các cô đến từ quận Chánh đã ra về rồi nhé các bạn. Phần cô chú anh chị nếu cảm thấy kênh này có ý nghĩa thì cô chú anh chị có thể đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực và video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Vâng, trời hôm nay thì rất là nắng luôn, khoảng 40-42 độ C các bạn, rất là nắng nóng luôn. Các bạn nhìn thấy là các hôm qua trên phần mộ của cô Năm Vũ Linh thì cũng đã héo rồi nha các bạn. Dạ. Có một cái hiện tượng nha. À, cái mảng cầu hả? Nhìn nhìn. Nhìn thấy không? Cái mảng cầu đó. Cái mảng cầu nó nằm giữa. Nằm giữa cái bông. Giữa cái bông với cái dĩa. Nó không rớt nha. Ờ, điều lạ thiệt nha. Điều lạ nó không rớt. Dạ. Nó giữa cái nhánh bông nha. Dạ, tại nó giữa cái lá nè chứ. Nó nằm trên cái lá nha. Cái mảng cầu nó nặng nha, nó nằm trên cái lá của quý cô chú. Mà nó không rớt nha quý cô chú. Một điều lạ kỳ. Đó, cái chuyện lạ có thật nha. Thật nha. Cái mảng cầu nó nằm là cái nhánh bông đâu có đụng gì nó đâu, đó như thế đâu có đụng đâu. Nó chỉ là có cái đó là cái kiểu này nha. Cái bên này nó cũng chỉ có bá vô cái đây chút xíu thôi chứ mà có nhìn mắt cái mắt của cái mảng cầu nó dướng vào bên kia chút đó. Hên á. Dạ mình cứ để vậy luôn. Rồi để vậy. Để vậy cho mình dời lại đi. Chuyện lạ. Ờ bây giờ ấp tiêu của đứa nào cũng tay. Đứa nào tay má vô. Thôi thì cứ vậy đi. Chút xíu cho mình ăn sữa nha. Đó, đây nè mọi người, chuyện lạ có thật nha. Cái mảng cầu dựa qua cái cành hoa nè. Dạ. Nó nằm, cái mảng cầu nó nặng nha quý cô chú, nó không nhẹ nha. Cái mảng cầu nó lớn nha quý cô chú. Nhưng mà nó nằm nè, nó nằm đó chỉ có không có dính giữa cái dĩa là cái hoa mà nó vẫn không rớt nha quý cô chú. Phần một hiện tượng kỳ lạ đã diễn ra tại phần mộ của con Năm Vũ Linh. Phần video clip của mình cũng đã dài, mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Hẹn gặp lại, chào tạm biệt.